tội. Ừ trời ơi, con ăn được. Rồi mình chào cả nhà. Thì nay tiếp tục hai vợ chồng mình đi đổ 12 con ngỗng. Bữa nay mình cho vợ mình đổ trước. Được. Được cả nhà chứ biết vợ mình biết bơi xuồng không? Trời quật đây. Chiều trời gần 90 rồi nè cả nhà. Bơi xuống. Đây nè, ngay góc này nè. Ừ, khiêu nhẹ xuống, khiêu xuống. Cho vợ mình đổi trước hai cái đi. Tới mình nay người đổi hai cái nghe, ai hình đi xui biết. Đó, em về đó. Trời thần ơi trời, cặp cá thắt lát luôn. Uống trời ơi, cặp cá lát luôn cả nhà. Ô, thu quắc luôn rồi. Trời ơi cái trê chết trơn luôn, xình không luôn. Xả bỏ hết luôn đi. Uống trời ơi. Cái trê bự ghê luôn cả nhà, sình queo rồi. Cá dữ ta. Nổi lình bình luôn kìa. Chúng lẽ bữa mình vừa đổ để xuống mà khuya nó chạy luôn trời. Quắn, ừ rồi để cho cái đầu nó, ừ giật hai ba cái vậy được rồi, cái nó đi. Ê, cộng sao ngày mai gỡ không được báo. Thôi như đó được rồi, thấy chết chết rồi. Go! Chỗ nào đây nữa nè, quên. Ok. Yeah. Rồi sao bơi. Coi vợ mình đổ cá nè. Mọi người nói linh tinh luôn. Ở đây con rồi đâu đây hai ba con lại. Thế tưởng là được cá là đổ. Thu quá. Đó, rồi để bên đây bơi lên. Để bên đây. Hướng ngược lại. Ừ, ảnh lên. Tới nữa thì cả nhà thấy ghê không, ở miền Tây sông nước mà không biết bơi xuồng. Ừ nghe đó đó, rồi nắm cái cây lại. Ừ dĩ ra lại chưa được con cá nào trơn đó, cây nãy có cá mà chết xình trơn rồi đó. Sao tính phải tính điểm con, mới tính được. Vô sọt mới tính. Đúng không cả nhà? Mình đã mình chơi cá cược rồi vô sọt mình mới tính. Ủa hắn ở chung ơi. Chết xình nữa rồi. Bao chầu cà phê. Trời ơi, hay là nặng dữ vậy. Kéo không thấy cá nhảy.
chưa tới à. Ừ, nặng chứ dục cái ghe xuống đây. Ừ đó, ừ cái lông kia. Trời ơi, đến cá lóc, cá lông kiến. Ê, cũng được nha. Cái con cá lông kiến nhiều. Hai con cá gì nữa nè, nấu tiêu rồi. Con cá kia bắt làm cái gì? Mày vậy, xuống. Xuống nè. Đỏ xong rồi muốn mệt luôn luôn. Thôi giờ mình đổ hai cái được, có còn một ngàn cả nhà. Giờ tới mình nè. Giờ tới mình đổ ngang mọi người. Vợ mình thì hai cái chết sình luôn à, được có con cá lâu kiến à. Giờ tới mình nè. Ờ để cá coi nè, đừng cười. Thể hiện. Rồi bắt đầu nha cả nhà. Để coi. Cười. Để coi có chết sình, cá chết sình gì không. Hay là có chết không có con cá nào nữa. Đụng vô là rung rinh liền nè. Nè rung rinh nè, rung rinh cái trời ơi. Đó, thấy gì chưa? Ôi. Thấy gì chưa? Ok. Ồ được cá chê đó, ngon dữ vậy. Ông nội phê. Ôi ơi má. Ôi. Phào luôn. Ôi, mập dữ ta. Về cái này chắc thua rồi đó. Mới có con đầu thôi đó. Thấy không mọi người, mình mới có con đầu thôi mà. Con cá chê bự rồi. Phải đánh đổi được rồi. Nãy em xuống đây, em đợi đi xuống, anh cản thôi, em. Thôi đi. Nãy em kêu quay xuống đi, em không chịu. Nè. Cái tên này chắc hai lần mấy, ba lần á. Ba lần. Cái đầu bị gì kìa ơi. Vô cái này lâu quá nè. Mày mốt chắc ngại, cách ngại thăm lận. Hai ngày xỉn trơn. Mà lúc đi cái chài bỏ vô mấy cái đó đó. Nè, khủng nằm ngoài nè. Ừ, khủng nè. Để coi. Lá nặng lắm rồi. Ôi, nặng quá. Lá đó, lá nặng đó. Gì vậy? Đã nói rồi, lá nặng đó. Không có gì luôn. Vậy là tao còn cái nữa mà. Ừ. Để coi. Để coi. Bốn con nè. Ừ, bốn con. Này thì bốn con. Ủa được nửa cái rồi đó. Ừ. Ôi. Cái gì xịn nữa rồi. Uống cá lóc kìa. Ồ trời ơi, còn ăn được. Được. Khủng thiệt chứ. Ôi uổng cái ghê luôn á anh. Nó chạy ngoài đây thì buộc phải chết chứ đâu sống hả. Kìa. Cái hơn ngoài là. Ừ. Hên đó còn. Vậy này thua rồi. Cá. Cái hôm nay con có lóc con có trê nè. Đủ ăn rồi ha. Thiếu mãi con có lăng nữa nè. Cái nhỏ này đừng thả đi. Vậy mình thua. Ừ, con cá lóc uổng như trời.
Đây là bạn lưu của mình nè, đó đi đâu cũng đi theo chứ, trên bờ dưới nước thì cũng đi theo. Bơi sao nước lên đầu luôn á.